cái nhẫn mà mình có cái lỗ không có khe đúng không? Đúng rồi, ok. Giúp mình là cầm sợi dây đút vô cái nhẫn như mình. Rồi đưa mình hai đầu dây. Tuyệt vời. Bây giờ nha, mày đưa tay lại đi. Bây giờ nè, đúng rồi. Mình đếm đến 3 nha, cái nhẫn nó biến thành nước rất xuyên qua sợi dây vô bàn tay của bạn. Bây giờ. Rồi, 1 2 3. Thôi thôi lần nữa đi. Bây giờ nha, cái nhẫn dây này mình sẽ bỏ vô trong cái này. Nó trong đúng không? Nó trong đúng không? Bây giờ bạn đưa tay ra đi. Đúng rồi. Cái tưởng của mình bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái này thì sao? Nè, thôi em chạy qua thôi. Nó trong đúng không? Người ta tin bạn tin mình. Đúng không? Mình đưa hai tay ra vậy đi. Không tay kia, tay kia. Mình sẽ đưa cho bạn sợi dây. Đây. Nè. Có một cái câu hỏi ở đây nè, ví dụ như bây giờ này. Cái nhẫn giờ ở trong hay ở ngoài? Ở trong hay ngoài? Cái tin tưởng nha, không tin tưởng nha, sao làm việc được. Không ai không gì chứ. Đây là cái nhẫn ở trong nó trượt được vậy, có nghĩa là thật sự là nó ở trong chứ không phải ở ngoài, nó mới móc lên không bao giờ dán lên, thật sự nó ở trong. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ không coi hai đầu dây này, bây giờ mình nghĩ hai đầu dây là chỗ mà mình sẽ lấy cái nhẫn ra, không phải như vậy. Mình mắt xe nhẹ bên đây. Dạ, 1, 2, 3, đi mấy được. Ờ, hay. Bây giờ mình cầm một cái này, một cái này. Bây giờ nha, mình coi cái nhẫn này như một cái kho báu chẳng hạn. Mình làm 1, 2, 3, 4, 5, đóng lại. Mình làm một cái vít ngay đây. Hãy nắm ngón tay của bạn á, chỉ ngay đây một cái. Và chỉ như thế mà coi nè, cái nhẫn nó biến mất. Hiện lên trên là bạn các bạn. Ờ. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.